Chào ông nhá. Vâng. Chào ông nhá. Vâng. Nhà em ơi. Em chào các anh nhá. À, hôm nay chào em, xuống hộ em lập mái vui mẻ. Vâng. Làm vui mẻ hôm nay cố gắng cho buổi sáng này hoàn thành cho cái vui mẻ buổi chiều chắc lập không thôi. Vâng. Buổi chiều mới lập. Cảm sự nhờ các anh. Và làm luôn thôi. Vâng. Bây giờ mà cái vui mẻ cũ này đôi cháu tận dụng làm luôn cho ông nhé, ông nhá. Vâng. Cái nào làm cái đấy ông ơi, không có đi lên rừng gia đình cũng vất vả. Vâng. Nhà không đi lấy mới được tận dụng cái cũ thôi. Vâng. Cái cũ thôi. Cái nào có đinh thì nhổ đinh ra thôi. Xem bố nhổ đinh nha cho con. Vâng. Ông xem cái cây này lên tí đầu viên ơi. Vâng. Cứ kéo lên em lấy cây cho. Này, hai ba em đi lấy cỏ đi nhá. Vâng. Vâng.
nhớ nha, nhớ để kê cả nha. Chỗ cây dưới mẹ đi xong lấy ván về đấy. Lấy ván rồi nhổ đinh cho tôi đây, nhổ hết đinh không ạ? Có chọc vào chân đi đấy. Giờ lấy cả dưới mẹ lên từng đoạn đấy. Khó. Anh ơi, đều bé đấy rồi. Lấy là lên cho anh đấy em ạ. Đi xuống dưới này, bên này. Cẩn thận đấy.
rồi đi kia đây. Đúng nước cho ông Thừa ơi. Thế là anh em xuống làm mấy chén nước lên lập luôn đấy. Uống nước đây em ơi. Các anh uống nước đi các anh ơi. Uống nước đi em ơi. Vâng. Chưa anh đi bắt gạch tầng 4 được cơ mà. Anh em ơi.
Đúng cái quá rồi, dạ đấy đấy. Lâu mà không khách có hơi đâu, chưa có hơi xa phi nào mà mười xa thì chắc đến cứu mà hôm nay. Em đi xuống bốc cơm đi. Vâng. Hồi lại làm như vừa nãy. Được rồi. Ông có lên nhà sàn trên này không? Cháu... Thế ông lên trên này dọn dẹp tí nhá. Vâng, vâng. Rồi, cháu có ông lên đó. Đu đu mạnh tay vào nhá ông nhá. Đấy đấy. 10 phần cơm. Vâng. Mưa xong rồi lên mái là mưa. Ra đây. Ôi, cảm ơn. Vâng, ghé bắt đây. Ôi, tối rồi. Cảm ơn ông khỏe tối rồi. Ôi, tối rồi. Chết rồi, đứa đó.
đi chợ đi búa về cố gắng sẽ bán về làm vét vào nhá. Vâng. Vâng, vâng, về tắm, về tắm đấy nhá. Vâng. Vâng, chào ông, chào bác nhá. Bác báo cáo bác ông nhá. Tình hình công việc hôm nay là cũng hoàn thành rồi. Sáng mai là tôi đi còn đi giao ban ở bên trên đấy. Báo cáo tình hình cho đội trưởng ở trên xã đấy. Thì chúng tôi xuống đây thì cũng có 2-3 đồng chí xuống đây thì ủng hộ. Cảm ơn đảng nhà nước bây giờ các thanh niên đây là xung phong dân quân nó cứ bây giờ nó ủng hộ tốt rồi. Rồi tôi xuống đây cũng không có gì đâu, thì có tí giúp đỡ cho ông. Cố gắng một tí mày thức hề giúp ông một tí thôi. Rồi, xong là làm thêm cái vách vào nhá ông nhá. Vâng. Uống nước xong vào ăn cơm đi các anh ơi. Uống nước này. Uống nước này các em ơi. Uống nước đi. Bác ơi. Uống nước đi xong vào ăn cơm. Cảm ơn hai anh mấy ngày hôm nay đã xuống giúp đỡ bố con em nhé. Vâng. Không có gì giúp đỡ em đâu. Nhưng mà các bạn nhà em đã hoàn nạn như thế rồi. Rồi thôi thì anh rồi anh xuống đây ủng hộ em mấy hôm thì nói chung cũng xong tương đối rồi. Còn cái bác cái mai em cố gắng làm dần. Tiền này mới làm được. Thế vào ăn cơm đi. Bác ơi. Không có mà. Giấy dài. Rồi giấy dài ra là tí được. Cảm ơn bây giờ cảm ơn nhất các cháu rồi sang trưởng thôn giúp đỡ được nhất cảm ơn rồi. Ăn cơm đi em ơi, ăn cơm nhá. Mày ăn cơm nhá. Ông cơm bác ăn cơm đi. Thôi. Các em ăn cơm đi. Ăn đi. Anh em bác ông. Vâng. Ăn đi. Này, thôi. Ăn cơm đi. Vâng, ông ấy ông ơi. Chào anh này. Đồng chí vất vả quá, ưu tiên cho đồng chí một tí nhỉ. Vâng. Nào làm miếng đi đồng chí ơi. Ăn đi rồi, ăn cơm với gia đình nhá.